Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa do hoàn lưu sau bão số 7 tại Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã giảm nhanh. Hôm nay thời tiết chuyển tốt trở lại. Còn bão số 8 vẫn đang tiếp tục gây thời tiết xấu cho khu vực Bắc Biển Đông. Lúc này bão số 8 vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 cho đến 15 km/h. Đến chiều nay, 13 tháng 11, cường độ bão là khoảng cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Cho tới khoảng ngày 14 tháng 11, cường độ sẽ giảm dần xuống còn khoảng cấp 8, giật cấp 10. Và sau đó thì bão sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây rồi Tây Tây Nam, di chuyển chậm lại, bắt đầu suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua là cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, sóng cao từ 3 cho đến 5 mét. Vùng gần tâm bão là 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền còn hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trở lại với thời tiết đất liền, Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có nắng từ sớm, nền nhiệt trưa chiều tăng nhanh lên mức 29 đến 32 độ. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí cũng giảm xuống dưới 50%, nên trời rất hanh khô, tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng. Với khu vực Trung Bộ, do trời đã dứt mưa nên thời tiết khu vực Quảng Trị trở vào đến Phú Yên, hôm nay trời chỉ còn nhiều mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng trở lại mức 27 cho đến 30 độ. Còn với khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, trời nắng sớm, nhiệt độ cao, 30 cho tới 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ có một chút khác biệt. Phần phía Bắc của Tây Nguyên trời nắng yếu nên nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, trong khi khu vực phía Nam Tây Nguyên trời nắng sớm hơn, nhiệt độ cao, 28 đến 30 độ. Với khu vực Nam Bộ hầu như không mưa, trời nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên 32 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội đang trong chuỗi ngày thời tiết ổn định với trạng thái nắng khô, mức nhiệt ngày đêm trên thành phố dao động từ 22 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trưa chiều giảm thấp là dưới 50%. Quý vị lưu ý do trời khô, không mưa, lặng gió nên tình trạng ô nhiễm không khí tăng, nhất là thời điểm sáng sớm và tối muộn. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay những cơn mưa đã giảm nhanh, trong ngày trời tạnh ráo trở lại, nhiều mây và đôi lúc có nắng nhẹ. Không gian thoáng đãng, gió biển thổi đều và nền nhiệt ngày đêm ở mức dễ chịu từ 24 đến 30 độ. Còn ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa dông cũng giảm cả về lượng mưa và diện mưa. Do vậy, ban ngày trời nắng nhiều và cường độ mạnh, mức nhiệt cao nhất trưa nay 34 độ, có cảm giác oi nóng. Về tối và đêm, mức nhiệt là 25-26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Thời tiết khu vực Bắc Bộ trong 3 ngày tới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Thời tiết chủ đạo là tạnh ráo, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ nhích nhẹ lên ngưỡng 20 cho đến 23 độ, vùng núi là từ 17 đến 20 độ. Còn vào ban ngày, do trời ít mây, nắng mạnh nên nền nhiệt trên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 29 đến 32 độ, một số nơi thì cao hơn. Quý vị lưu ý là độ ẩm tiếp tục giảm thấp, thấp nhất chỉ từ 40 đến 55% nên trời rất khô hanh.
quý vị lưu ý đề phòng các bệnh về đường hô hấp. Với khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên trong ngày và đêm nay 12 tháng 11 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ ngày mai, mưa giảm nhanh, sang ngày 14 tháng 11, thời tiết sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái ổn định. Mức nhiệt trên khu vực Trung Bộ trong ngày mai dao động từ 28 đến 31 độ và sau đó có xu hướng tăng thêm 1 đến 2 độ trong các ngày tiếp theo. Cũng chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7, trong ngày và đêm nay tại khu vực Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi rất to trên 150 mm. Từ ngày mai 13 tháng 11, mưa dứt, thời tiết ổn định trở lại. Từ ngày 14-15 tháng 11, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều, với nhiệt độ sẽ tăng dần trên cả hai khu vực. Về cơn bão trên Biển Đông, bão số 8, Torachi, hiện bão đang giữ cường độ mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 1-2 ngày tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ là 10-15 km/h. Và sau đó đến ngày 14 tháng 11, bão đổi hướng, ngoặt theo hướng Tây Tây Nam, nó sẽ đi chậm lại và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, sóng cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 5 tới 7 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bản tin thời tiết cuối ngày 12 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.